Đại Thác Sài Gòn xin kính chào quý bà con trong nước cũng như ngoài nước. Cái lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại đây để chia sẻ đến quý vị cái quan điểm của tôi liên quan đến cái sự việc của Trọng Súng. Mà như những ngày qua tôi cũng có những cái clip chia sẻ cho cái sự việc này và cũng nhận được rất nhiều cái ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hôm nay tôi quay lại chia sẻ đây là một trong những cái bằng chứng rất xác thực, đúng không? Để khẳng định rằng những cái mà tôi đang chia sẻ với quý bà con trong những clip trước đó là những cái suy luận đúng. Vì sao tôi có những tự tin như thế mà để tôi chia sẻ những cái clip ban đầu? Và đến bây giờ tôi phải khẳng định lại vấn đề đó là những cái quan điểm của tôi là hoàn toàn đúng trong cái sự việc của Trọng Súng. Mà những ngày qua nó đã làm mưa làm gió ở cộng đồng, làm cho tất cả các chúng ta ai cũng có những cái sự bức xúc, ai cũng có những cái sự mà xuyết xoa cho những cái đồng tiền mà Mạnh Thường Quân vứt đi không đúng nơi đúng chỗ, gọi là đồng tiền vứt cửa sổ, giúp một trường hợp nhưng nó quay lại nó lại lọc lừa để nó đánh động và làm thương hại của một số bà con, một số Mạnh Thường Quân. Đó là một trong những cái sự mà ai cũng vậy, ai cũng thấy xót xa cả. Dĩ nhiên đồng tiền cho đi là muốn là có cái phước, đúng không? Nhưng vô hình chung có những đồng tiền cho đi là chúng ta đang vô tình tiếp tay cho một số kẻ đang lợi dụng cái lòng từ của chúng ta để trục lợi trên cái đồng tiền mồ hôi xương máu. Như quý vị nào theo dõi cái vấn đề này chắc quý vị cũng đã hiểu là cái sự việc Trọng Súng đã tìm gặp được mẹ, đúng không? Nhưng tôi nói rằng cái đạo diễn đến giai đoạn này là mẹ phải xuất hiện thôi. Nó hết trò diễn rồi. Đến giai đoạn này mẹ phải xuất hiện. Mà xuất hiện tại Sài Gòn mới ghê chứ. Đó là một trong những cái mà tôi cũng có những cái clip để mà chia sẻ về quan điểm của tôi liên quan đến cái sự việc mà mẹ vợ Trọng Súng trốn nợ. Và tôi từng nói rằng nếu như những cái theo những cái gì mà Trọng Súng nói đã thương thảo với được tất cả các chủ nợ, vì sao mẹ nó phải đi trốn nợ, đúng không? Và tôi xem một cái clip là cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con, thực sự thưa quý vị, trời ơi, nó đẫm nước mắt luôn, nước mắt đầm đìa luôn. Tôi xem mà tôi cũng khóc, mà nó thảm quá, nó diễn sâu quá, nó diễn bi ai quá, mà nó cũng không kém phần lọc lừa dối trá. Ai là người tố mẹ nó đi trốn nợ? Chính thằng Trọng Súng là người tố mẹ nó đi trốn nợ. Tố mẹ nó là bài bạc, tố mẹ nó là bán xôi thua lỗ. Quý vị cứ lần lại những cái clip cũ mà tôi chia sẻ quý vị nghe. Và nó cũng nói nó cũng là một người đi trốn nợ. Thì tôi hỏi quý vị, nó từng nói nó nợ một số tiền 12 triệu mà phải trốn nợ nó đi. Vì sao? Nợ những anh em giang hồ. Nó đứng ra nó gánh được nợ cho mẹ nó, hẹn những chủ nợ để trả nợ, nhưng mẹ nó cũng phải trốn đi. Đó là một trong những cái lời lẽ dối trá điêu ngoa, một trong những cái cử chỉ hành động để mà dẫn dụ cộng đồng, dẫn dắt dư luận, để lấy lòng thương hại của người khác. Quý vị thấy sau khi gặp mẹ nó nói thẳng là mẹ nó nói là mẹ nó đi làm ăn để có tiền trả nợ, đúng không ạ? Và cũng mượn tiền của hàng xóm mấy trăm nghìn để đi. Chứ mẹ nó không phải là đi trốn nợ như theo lời thằng Trọng Súng nói. Nhưng nó oa oa lên là mẹ trốn nợ. Cái vấn đề thứ hai, trong quá trình nói chuyện quý vị không biết là có để ý không, nhưng tôi để ý rằng mẹ nó vẫn có cầm điện thoại. Đúng rồi. Mẹ nó vẫn cầm điện thoại. Thì không thể nào thằng Trọng Súng không có số điện thoại của bà, và không thể nào bà không có số điện thoại của Trọng Súng. Quý vị thấy là cái đuôi nó bây giờ nó lòi ra rất dài. Thấy cái thằng này nó đang dẫn dụ cộng đồng, đang dẫn dắt một cái dư luận quá lớn. Có cái này nó hơi buồn cười. Có một số người vô comment
chúc mừng hai mẹ con gặp nhau, rồi còn chỉ dẫn là cái như hai mẹ con nên lưu số điện thoại nhau đi. Sao mà có cái những người có những cái niềm tin vào những trò hề như thế? Tôi thấy rất buồn cười cho một số bà con có những suy nghĩ vô cùng nông cạn. Nó đang dẫn dụ, nó đang dắt quý vị vô bẫy, nhưng quý vị là tự nguyện vô luôn, cái đâu cần nó phải dắt. Đúng không? Tự nguyện vô luôn. Nhà có một thằng con trai một. Đúng không ạ? Mà mình là có điện thoại mà không lưu số nó thì lưu số ai? Mà nó không lưu số mẹ, nó lưu số ai? Đấy. Mà chẳng lẽ bây giờ nó trước kia nó cũng từng buôn bán điện thoại, cũng từng sửa điện thoại, chẳng lẽ bây giờ nó sắm cho nó để lại cho mẹ, cho cha nó một người một cái điện thoại cù bắp, chẳng lẽ không có? Cho nên cái chuyện nó vô lý. Mà nếu như trường hợp nó không có để lại cho cha mẹ nó một người một cái điện thoại cù bắp để liên lạc thì nó đâu phải là một đứa con có hiếu. Đúng không? Mà lên cộng đồng mạng lúc nào nó cũng on on nó là một người con có hiếu. Vì sao? Đưa cái từ hiếu ra mới đánh vào cái lầm từ của tất cả các bà con. Trong đó có một số người đã mất cha mất mẹ. Nó dở đồng cảm đó. Nhiều người mà cái như là cần cái sự tình thương của cha mẹ không có, mà khi nghe Trọng Súng nói như thế là nó đang tìm mẹ rồi thế này thế khác, đưa cái chữ hiếu ra, nó đánh động thẳng vào trong cái tâm thức của tất cả các bà con mà đã vắng hình bóng của cha mẹ rất lâu. Thậm chí là một số bà con đang cần tình thương của cha mẹ mà từ trước giờ chưa có, thấy như thế, đồng cảm, chia sẻ rằng cái tiền đổ giờ ào ào. Mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là những tờ đô la, những tình thương mà cái như không có sự sáng suốt. Mục đích của nó đánh vô như thế. Chứ quý vị cứ nghĩ đi, khi gặp lại hai mẹ con là bàn về cái chuyện mà bán nhà. Đúng không ạ? Cái căn nhà đó thì tôi cũng đã từng chia sẻ, căn nhà đó là căn nhà không có giấy tờ. Và căn nhà đó trước là cũng được chị Hương là trao đổi. Trước chị Hương đưa một căn nhà nhỏ hơn nhưng có giấy tờ để lấy căn nhà của Trọng Súng và bù lại cho gia đình Trọng Súng số tiền là 300 triệu. Nhưng sau này đã mấy năm trời mẹ Trọng Súng không lo được cái giấy tờ nhà, cho nên chị Hương mới lấy lại cái nhà cũ và trả lại cái nhà đây cho mẹ Trọng Súng. Cho nên á, mẹ Trọng Súng còn dính lại là 250 triệu với cái số tiền mà chị Hương mua mấy mét đất ngoài sau đó xây cho một cái công trình phụ. Đó là số tiền là 297 triệu, là hiện bây giờ đang nợ chị Hương số tiền đó. Với căn nhà không có giấy tờ, cái giá trị thị trường có 500 triệu. Nhưng nó đòi cái như từ 800, 750, 800 thì quý vị có mua hay không? Mà nó chờ bán nhà trả nợ, tôi đảm bảo quý vị với cái chiêu trò này mua quyết mà bán được nhà. Anh bán phải cân đối vào cái giá thị trường, cân đối vào cái giá trị cái tài sản anh đang có. Đằng này cái giá trị tài sản anh là một cục phân mà anh nghĩ đó là một cục vàng. Anh đòi cái giá trên trời, làm gì có chuyện người ta ngu mà vô mua được cái giá đó. Đúng không con? Cho nên đó là một trong những cái chiêu trò để cù cưa cứu cứa mà không chịu trả nợ cho người khác. Chứ làm gì có cái chuyện mà cái như là nếu mà anh dốc lòng anh trả nợ. Đúng không ạ? Dốc lòng trả nợ thì 30 giây phát một, danh dự anh còn người ta xúc phạm cỡ đó thì 30 giây anh trốn nợ trốn chui trốn đuổi như con chó, thì cái như thực sự ra thì 30 giây bán hết trả, đó là cái danh dự một con người. Cho nên á, tôi thông qua đó tôi gửi cho mẹ đập súng luôn. Cô có nói rằng á, là cô sẽ kiện cho những người nào đó nói cô trốn nợ và cô sẵn sàng cô không trả. Cô đừng chơi kiểu chí phèo. Đúng không ạ? Cô chơi kiểu đó là cô chơi kiểu chí phèo đâu. Cô nợ người ta, cô không trả, người ta được quyền người ta lên tiếng. Đúng không ạ? Người ta được quyền người ta lên tiếng.
cô chưa thấy những cái thành phần như mà nó FE nó đi đòi nợ đó, nó còn đưa lên cả những cái trang mạng luôn kìa, nó còn điện thoại người thân nó khủng bố kìa. Cô đã bị chưa? Cô đòi kiện ai? Cô kiện Củ Khoai. Cô không nợ người ta thì không ai mà nói là cái như là cô nợ nần thế này thế khác cả. Và cô biết người nào mà thông tin lên trên cộng đồng mạng những ngày qua làm mưa làm gió là nó cô đi trốn nợ hay không? Chính là con trai của cô đó. Trên những cái clip đầu, nếu mà cô có thời gian thì cô xem lại những clip đầu tôi chia sẻ. Tôi có những cái luận chứng nói rằng con trai của cô đang nói dối, đang dẫn dắt cộng đồng, nó đang dẫn dụ cộng đồng để đánh động và làm thương hại của người khác. Ngay từ lúc ban đầu nó bước lên cái kênh Lê Văn Thiện, nó cũng đã khẳng định là cô là đi trốn nợ. Chính con ruột của cô đó, nó nói. Còn dĩ nhiên trong cái quá trình mà để mà cô xuất hiện trong cái bối cảnh nào đó thì thật sự đó là một trong những tôi nghĩ là cái kịch bản này đang sửa lại, đúng không? Kịch bản đang sửa lại. Chứ không ai mà khi thỏa thuận xong tất cả bỏ một ông già ở dưới quê đấy mà lên tất cả là Sài Gòn. Trong số có đưa ra những cái lý do tôi thấy không hợp lý. Nói lúc bà đi, bà gửi là cha nó lại cho nó chăm. Nhưng bà đi mấy ngày, nó cũng phải xách gói đi theo luôn vì bị giang hồ gì. Quý vị thấy nó vô lý hay không? Trong khi đó nó nói là nó chỉ nợ là 12 triệu. 12 triệu không thể mà đổi bằng tính mạng. Giang hồ nó cũng khôn lắm. Có giang hồ nào 12 triệu mà nó lấy cái mạng cái như là không đáng một xu của thằng Trọng xuống cả. Mục đích của người ta là lấy tiền. Đúng không? Người ta có thể cho anh trả chậm, nhưng khi anh đã cam kết xong, hứa hẹn xong tất cả thì không ai còn dí anh nữa. Và anh cứ an tâm để làm việc trả nợ. Đấy. Cho nên á, tôi nói ngay từ đầu tôi nói là cái thằng Trọng Súng á, là nó đưa mẹ nó ra để làm một cái hình nộm để nó trốn cái trách nhiệm với Mạnh Thường Quân. Đấy. Và tiếp tục nó dẫn dụ Mạnh Thường Quân, nó đưa tiếp ra là nó cũng đang mắc nợ và trốn nợ. Cho nên nó bầm tống vợ con nó theo mới là hợp lý. Chứ nó một mình nó mà nó lên Sài Gòn tìm mẹ không thì làm gì cái chuyện đánh động và làm thương của người khác. Đúng không quý bà con? Trên giữa hai cái lời nói của nó, trong hai bối cảnh, trong hai thời điểm, nó luôn luôn có sự mâu thuẫn. Lúc nó nói đã đàm phán được với chủ nợ, lúc nó nói thì chưa đàm phán được với chủ nợ. Nó nói chủ nợ đang truy tìm nó. Có ai đi trốn nợ mà mang cái mặt móc của mình lên cộng đồng mạng để mà cái như là nhiều kênh nó quay như thế? Đúng quý bà con? Tôi đảm bảo nè, nay mua tin mà một người nào đó ở vị trí nào nó rất đơn giản. Nếu chủ nợ muốn tìm nhá Trọng Súng, anh nói để chú nên có những cái sự mà nó sáng suốt thông minh hơn. Trong rất nhiều cái kênh YouTube quay vừa qua, ít nhất là 20 kênh sẽ có kênh nó vì tiền nó bán tất cả thông tin của Trọng Súng. Tin không? Nếu chủ nợ nó cần, nó cần nó nhấn tin comment phát, mày chỉ chỗ Trọng Súng tao cái như tao sẽ đưa cho mày ít tiền uống nước. Giờ cái như là rất nhiều kênh nó quay mày, mày biết là cái như là ai mà chỉ chỗ cho mày không? Chứ mày đừng bao giờ lên cộng đồng mạng mà dẫn dụ như thế. Những lời nói nếu mà một người nó thật sự họ có một trí thức, họ không bao giờ họ mắc nợ, họ mang mặt móc họ lên cái như cộng đồng mạng, họ tự cái như vạt áo người ta xem lưng. Chính mày nói là mẹ mắc nợ thế này thế khác, rồi đi trốn nợ thế này thế khác, rồi cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con trời ơi nó lâm ly bi đát mà nó thực sự quý vị. Nếu mà ai mà chưa biết được cái nhân vật này, tôi nghĩ quý vị chắc cũng xót xa, cũng thương cảm, cũng đổ hồ bao giúp hồ bao giúp đỡ. Nhưng cái bài này nó thực sự nó thay đổi bối cảnh, nó thay đổi lại thêm một cái diễn viên nữa thôi, chứ thực sự ra cái nội dung nó giống nhau. Cho nên là đi bài người ta biết bài của mày muốn đi gì đâu. Cái thời điểm dịch bệnh đó quý bà con, là có thể là nhìn hoàn cảnh đó ai cũng thương xót, đúng không ạ? Nhìn hoàn cảnh ai cũng thương xót. Vì sao?
tình hình dịch bệnh khó khăn chung, mà nếu như mà gặp một trường hợp đó mình cũng giúp muốn tạo một cái phước. Đúng. Một con người sống ở đời không để nhau, không để tài sản, đấy, mà người ta để lại cái phước. Cái phước là cái để thế hệ sau nó dựa vào cái phước đó để nó trưởng thành. Đó là một tấm gương để nó phát huy, phát triển. Chứ còn để bao nhiêu tiền cũng hết. Cho nên một số bà con là cái như cũng cố mà giúp nó để cho nó vượt qua cái giai đoạn đó. Nhưng nó nghĩ chắc là giai đoạn này hết dịch rồi chắc dễ ăn lắm, lên diễn lại cái trò hai. Tôi xin thưa quý bà con đó, cái này là cả những thằng đạo diễn mà nó dày công, nó nghiên cứu cho cái đề án này, là nó đã phá sản ngay từ cái tập 1, chứ đừng nói tập 2. Nó phá sản ngay từ tập 1. Nhưng mà vì sao mà vẫn đưa lên, biết phá sản vẫn lên? Vì sao tôi nói nè, nếu như dư luận chúng ta im thì cái trò này vẫn tiếp tục. Đúng rồi. Nhưng khi đưa lên dư luận đánh vào quá lớn, đánh vào quá lớn, cho nên chấp nhận cố đấm ăn xôi, ra tiếp một tập nữa xem thế nào. Đó là ném đá vào đường, ném đá vào đường. Chứ không có thằng nào mà nó thật sự ra tin tưởng lần hai của thằng trường hợp của thằng Trọng Súng. Ném đá dò đường để xem dư luận có những cái gì, có những cái chuyển biến ra sao. Có những cái chiêu mà thật sự ra là nó cũ nhưng dùng vẫn hiệu quả. Vì sao? Vì vẫn còn một số bà con đang sống trong cái tình thương nó là nó bao la qua la quá, mà nó thiếu sự chứng kiến. Quý vị cứ thấy đi, có những mạnh thường quân mua cho là 30 kg, kể như là mặn Hà Nội, nó có những mạnh thường quân mua cho là 8 kg cái vải. Đấy. Cũng để phát cho cái như là một số bà con nghèo. Nhưng quý vị có thấy đó có thực sự là của mạnh thường quân mua hay không? Đấy. Hay là bọn nó tự mua ra để buôn bán, để quay clip, rồi kể như là lúc cuối ngày, rồi kể như là đi phát để đánh bóng cái thương hiệu, đánh bóng tên tuổi, để dẫn dụ, làm cò mồi dẫn dụ. Đúng không? Trên những cái thực sự nó cũng đã lên trên mạng, nó là không nhận cái lòng từ, không nhận cái tất cả những cái gì của bà con mạnh thường quân ban cho nữa. Thế tôi hỏi quý vị, cái đồng tiền đã bán trái cây mà nó thừa lại 5-30 nghìn, người ta không lấy lại, đó có phải là nó đang nhận sự bố thí của bà con hay không? Rồi nó bán cho một mạnh thường quân nào đó 30 kg cái gì Hà Nội ta, mặn Hà Nội, nó bán cho một mạnh thường quân 30 kg mặn Hà Nội, nó bán cho một mạnh thường quân 8 kg vải để đi phân bố cho những bà con nghèo mà cơ nhỡ dọc đường, thì tôi hỏi cái đó có phải là cái tình thương của bà con dành cho thằng Trọng Súng hay không? Mà tình thương ở từ đâu? Cũng từ những thằng YouTube bẩn này dàn dựng lên. Đấy. Cũng từ những thằng YouTube dạy bay bẩn dàn dựng lên hết, chứ không lý do gì tự nhiên người ta biết, người ta ở đâu đâu biết cái chỗ đó nó xảy ra chuyện gì mà người ta kể như là giúp đỡ ủng hộ nó. Đấy. Cho nên á, ngay từ đầu tôi cũng đã có những cái ý kiến của quan điểm của tôi á, là nó dùng những cái lời nói xuyết xoa, dùng những hình ảnh để nó đánh động vào lòng thương của người khác. Chứ bây giờ tôi đảm bảo quý vị không thằng nào dám đứng trực diện, ừ hãy ủng hộ cho Trọng Súng đi, Trọng Súng bây giờ nó khổ lắm, quý bà con cho nó cái như giúp đỡ hoàn cảnh này vượt qua. Tôi đảm bảo quý vị không thằng nào dám mà ngu mà đứng ra để kêu gọi ủng hộ, mà nó dùng rất nhiều cái tiểu xảo, hình ảnh này, âm thanh này, rồi ngay cả một số cái ngoại cảnh trời mưa rồi công an tới lùa, quý vị thấy chứ. Rất nhiều cái thực sự ra thì nói về cái trường hợp này chắc có thể là nói mà để cho bà con họ hiểu được cái bản chất thực sự ở đây thì có thể nói cả năm nó hết được.
cái giá trị căn nhà nó có 5 đồng mà anh đòi nó lên tới 10 đồng. Tôi hỏi ai mua? Người ta cũng có tiền, người ta cũng là dùng đồng tiền đó cũng chính đáng, người ta hiểu là mua đó như thế nào, có lợi nhuận ra sao. Đấy. Đằng này là nó thực sự ra đây là đang dùng những cái chiêu bài để là chí phèo với nhau. Quý vị không biết, quý vị có nghe mẹ nói không, nghe mẹ nói một câu mà tôi cảm thấy là tôi đoán là cái tương lai đằng súng rồi. Mẹ nói là cái như là nói nữa là bà không trả, nói mà để trừ nợ được thì nên nói, mà nói mà không trừ nợ được thì thôi, mà càng nói được bà không trả. Bà đang cố tình bà chơi cái giọng chí phèo, đúng không? Mà cái nợ đâu phải là một ngày bữa, mà nợ đã 3 năm rồi mà cố tình không trả cho người ta. Đó. Nói thật sự bây giờ cái như là chủ nợ, cho nên vừa rồi tôi nói vì sao mà chủ nợ cái như là không dám bóc phốt trọng súng đó. Vì sống ở địa phương đó, biết cái tẩy của gia đình này rồi, đúng không ạ? Giờ nói thì cái như mình cũng không lấy được nợ, cho nên thôi cũng siêu siêu theo dòng nước, cũng năng năng lên xíu, cũng xiết so nó một tí, đỡ chi quý bậc đó, để cho mạnh thường quân thấy thế có cái sự thương xót. Nếu mà ai mà chưa có chứng kiến, gửi gì cho nó một mớ nữa rồi nó trả nợ, mới có tiền mà trả cho bà. Thế giờ nó đâu, trên răng dưới dép thì lấy gì trả nợ, ngay cả bản thân nó lo còn không xong thì lấy đâu mà tiền để nó trả nợ cho cha cho mẹ. Mà cái nợ đó là từ đâu? Cái nợ đó là cũng từ con vợ nó vay của xã hội đen. Cho nên mẹ chồng nó là mẹ thằng Trọng Súng mới là ra đổi căn nhà để lấy một khoản tiền dư để đi trả nợ cho cái con Thủy. Còn nói là không đề không đốn đó, thì bây giờ nó thật sự dưới địa phương đó ai cũng biết cả rồi, nhưng vì sao họ không nói? Nếu mà họ động chạm một người, họ còn một sĩ diện, thì họ nên động chạm để mà chia sẻ cái câu chuyện thực. Nhưng với trường hợp của một chí phèo thì ai dám nói? Chủ nợ nói là người ta đòi xu, đúng không ạ? Chủ nợ mà nói lên là ừ, chỗ đây cái nợ tôi bao nhiêu là loạn chọn là bị xù đó. Cái thứ hai, những người hàng xóm nói là sợ bị trả thù. Ngay cả cái việc nó đánh bà mà ngay mẹ vợ của Trọng Súng cũng đã chia sẻ, cũng đã nói rất rõ ràng là thằng Trọng Súng đánh mẹ nó không ra gì luôn. Thế nhưng vừa rồi gặp trên một cái clip quý vị thấy, đây là cục vàng của tôi, nó thế này là ổn rồi, chứ gặp con người khác là nó nhậu vô nó quậy thì mình cũng chịu thôi, biết sao. Sao lại làm cha làm mẹ mà lại bắt cầu cho con đi như thế được? Cho nên những câu nói đó tôi biết tương lai thằng Trọng Súng và quá khứ nó sống ở gia đình như thế nào. Được cưng chiều, được cưng chiều, nhưng cưng chiều thiếu sự giáo dục, cưng chiều bảo dưỡng thiếu sự giáo dục. Chúng ta cưng chiều một đứa con trong sự giáo dục là chuyện này. Cưng chiều mà thiếu sự giáo dục thì bây giờ mới ra Trọng Súng mà làm khổ xã hội những ngày qua. Giờ mở lên một phát là thấy là Trọng Súng, mở lên một phát là thấy Trọng Súng. Có nhiều bà con họ điện tôi thấy cũng tội. Nói con làm sao bây giờ, cái cô cứ mở lên mạng mà cô muốn xem một thông tin mà cái mở lên là thấy mặt thằng Trọng Súng, mở lên thấy mặt thằng Trọng Súng. Cô thấy cô nản quá. Đấy quý vị, đấy nó đang làm khổ xã hội. Mà những cái thằng truyền thông bây giờ này nó đang làm cho ai? Nó đưa một thông tin, nó đâu cần kiểm chứng thông tin. Nó đưa cái dội ngược cái thông tin của người ta. Những tựa đề câu like dịch tiết. Quý vị thế. Cho nên thông qua đây thì tôi cũng nhắn gửi đến những kênh YouTube bẩn nè, làm cái gì cũng nên có một lương tâm. Xây dựng một hình ảnh hay làm một gì đó, nó cũng phải có nên một giá trị văn hóa, giá trị với cộng đồng. Cái này đang quảng bá cho một hình ảnh của một nhân vật không ra gì, nó không có một giá trị nào ở cộng đồng này. Và vô hình chung làm như thế để trở thành một tiền lệ cho một số kẻ siêng ăn nhắc làm, lợi dụng vào tình thương của đồng bào để mà sống nhơ nhởn. Cái hết tiền là cái lên gặp máy YouTube là có tiền thôi, đúng không? Cái hết tiền là cái như là chỉ cần trường cái mặt ra quay vài clip là có tiền như mấy.
Vì xã hội rộng lớn, rất nhiều người còn cái lòng thương mà thiếu trí tuệ, cho nên dễ bị là bị sa ngã, bị nó lừa. Cho nên mong quý bà con muốn giúp đỡ một trường hợp nào cũng nên xem xét lại cho kỹ. Cân đo đếm rõ ràng, đồng tiền mình làm không phải là cái từ nó rơi xuống, rất cực khổ. Giúp cho đúng người, giúp mà người ta họ biết làm ăn, biết vượt khó vươn lên, đó là mình giúp, là tạo cái phước. Còn giúp cho một số người họ siêng ăn nhắc làm, đó là vô hình chung tiếp tay cho một cái tệ nạn xã hội. Đó là một tệ nạn bịp bợm, lừa gạt cộng đồng, lừa gạt mạnh thường quân để trục lợi bản thân. Cái hệ lụy sau này là rất lớn. Những người mà họ thiếu đi cái sự chứng kiến, họ thiếu đi một cái mà ý chí cầu tiến trong xã hội, thì họ chỉ phèo ra đó là cái gánh nặng của xã hội đó chứ. Chuyện thưa quý bà con, thì đó là những cái lời mà tôi muốn gửi đến quý bà con trong cái clip này. Và clip này tôi xin phép quý vị cho tôi kết thúc clip ở đây. Kính chúc quý vị một lần nữa lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ cho tôi trong những cái clip tiếp theo. Bye bye quý bà con. Chúc bà con một lần nữa lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị.